Một ngày thứ ba của anh em Ninh Bình quý vị ạ. Một thời tiết rất đẹp, rất đẹp. Đây các kênh truyền thông đang về đang chia sẻ những thông tin rồi. Các bạn nhớ về nhanh với Ninh Bình để hỏi xem kênh truyền thông này kênh gì. Anh ơi, anh là kênh truyền thông gì ạ? Bách Thuận Bonsai các bạn nhé. Bách Thuận Bonsai nhá. Các bạn đăng ký kênh Bách Thuận Bonsai là sẽ được xem những siêu phẩm của anh em mang về dự tại Ninh Bình. Vì ông Sai chia sẻ cái không gian một chút này và những cái tác phẩm và siêu phẩm đã về và những anh em đã đang đến chiêm ngưỡng. Đó, một ngày thời tiết rất là đẹp, rất đẹp luôn quý vị ạ. Một không gian không còn gì được hơn nữa và một cái thời tiết không còn gì đẹp hơn nữa để cho anh em ta vừa đi chiêm ngưỡng cây và cảm giác đến là thư thái như thế nào với cái thời tiết đẹp như thế này. Tiếp tục cây vẫn đang về như thế này. Ngày hôm nay ngày thứ 3 nhận cây. Anh em tôi đã nhận được khoảng tầm hơn 400 tác phẩm, gần 500 rồi. Tác phẩm đã có mặt tại Ninh Bình vừa to vừa nhỏ. Và một ngày hôm nay nữa sẽ nhận tiếp. Và cũng gửi tiếp một lần thông điệp nữa với quý vị và các bạn là anh em trong ban tổ chức câu lạc bộ Dục Tí Sơn Ninh Bình sẽ nhận đến hết buổi sáng ngày 29 tháng 4. Mong quý vị và các bạn là về sớm một chút để anh em còn kê để chiều 29 anh em làm cái tổ chức để hôm sau còn khai mạc. Video Sai chia sẻ một lượt những cái tác phẩm đã về đây nhá. Không may thiếu sót những tác phẩm nào thì mong quý vị các bạn thông cảm. Vì video Sai là còn đi nhận cây nên không chia sẻ hết tất cả các tác phẩm được. Chơi nhận cây đấy chào chú nhá. Ở đâu nó bán cái xe này nhỉ? Dạ lên anh Quang Sắt, Quang Sắt bán ạ. Vâng. Ở đâu bao nhiêu? Là không biết. Quang Sắt, anh Quang Sắt anh bán cái này đúng không? Đấy cái xe nâng này. Biết bao nhiêu cái nâng này? Cháu không rõ lắm ạ, chứ hỏi anh Cương Trọng ấy, Cương Trọng nó biết rõ. Vâng. Đây là những sản phẩm đã về với Ninh Bình đây. Cái đằng trước kia thì quay cũng kỹ rồi. Được chia sẻ không gian ở giữa đây chú vị ngắm này. Đằng trước kia thì video Sai chia sẻ một hai lần rồi. Đấy. Cây đầu tiên của Việt Trì Phú Thọ đã có mặt tại Ninh Bình. Đó là anh Hải. Hoàng Phúc Hải Việt Trì. Hoàng Phúc Hải Việt Trì. Cảm ơn anh nhá, anh Hải ạ. Cảm ơn ban tổ chức. À, anh đã về với em rồi. Tác phẩm Huyền Chi Đảo Địa. Vâng, thời tiết đẹp anh nhỉ. Quá tuyệt vời. Đúng ạ. Vâng. Sân chơi đẳng cấp. Vâng, đây nhỉ, quý vị này. Tầm cỡ rất dài. Độ khó rất cao luôn của tác phẩm này. Các cụ sao xưa lại vất cái thân nó lại rơi xuống thế này này. Huyền Chi Đảo Địa. Huyền Chi Đảo Địa. Con này nó đẹp hơn lúc vừa kể sẵn. Ok. Quá đẹp. Cây thì càng ngày càng đẹp, tu luyện này. Bao nhiêu công nghệ tu luyện như thế. Là cây duối của anh Thành Vàng Ninh Bình. Một trong những cây duối ít có. Vâng, chú cứ đứng vào đi ạ. Chú cứ đứng vào đi. Đấy, chú đứng thẳng vào để cho lấy cái ảnh luôn. Đấy, vậy nhìn vào tác phẩm đi chú ạ. Đấy, ngắm tam siêu. Danh gia vọng tộc. À, danh gia vọng tộc. Vâng. Đúng không? Vâng, đúng vàng. Ạ. Anh Thành Vàng. Cái này đi hội chợ. Đây tác phẩm Lau Làng Phượng Vũ nãy video sẽ chia sẻ vừa trước đây. Ở đây một cây của chú Cường Thóc này đã về này. Thái Sơn Ngũ Bảo. Lột lực quý vị ạ. Rất hài hòa về tay bông. Còn đây một cây của Trần Quốc Cường ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Những cây xì của chú Cường này, Cường Thóc của xì đẹp quá quý vị ạ. Một cây xì bonsai nước ngoài, bonsai quốc tế luôn này bạn, xì bonsai quốc tế, video sai, phát ngôn hoàn toàn chính xác. Rất là nhiều tác phẩm đã có mặt tại Ninh Bình. Đây, cây trực này của anh Quyền, anh em 1976 đây, anh Quyền Lợi. Phẩm thần tài. Video Sai quay hơi nhanh quý vị thông cảm nhá, thì nhanh một chút để còn ra kia nhận cây. Đấy. Hôm nay có thời gian để quay những tác phẩm ở bên trong. Của
anh Hưng Bắc Hồng. Anh Hưng Bắc Hồng là một người cũng rất là đam mê cây cảnh, là một người rất giỏi để lĩnh vực chọn cây. Chia sẻ quý vị một lượt nha. Đó, à, video sai chia sẻ với quý vị một siêu phẩm nữa của anh Hưởng Thép Đình Chám Bắc Giang. Đây quý vị này, Lưu Quang Hưởng, tác phẩm Đài Sen, cũng là một cây đầu tiên mang về của Bắc Giang. Video sai đang đợi anh Đức Bắc Giang nữa, chắc ngày nay anh sẽ về. Tác phẩm Đài Sen của anh Hưởng, cảm ơn anh Hưởng rất nhiều, đã quý video sai nói riêng và anh em Ninh Bình nói chung. Anh đã đưa một siêu phẩm anh rất quý về với anh em Ninh Bình và cho mọi người cùng được chiêm ngưỡng. Cảm ơn tất cả các nhà vườn và các câu lạc bộ đã quý anh em Ninh Bình mang những tác phẩm đẹp nhất của mình về để dự cái sân chơi lần này. Giao cho tập trục tiếp tục vào trong này chia sẻ quý vị tiếp. Tiếp tục. Đấy. Của anh Ngọc Sơn. Ngọc Sơn Hà Nam. Anh làm rất kỹ bộ răm để đi chơi quý vị này. Tác phẩm của ai nào? À, của anh Khương Thường Tín quý vị ạ. Của anh Khương Thường Ngũ Long Quần Vân quý vị ạ. Một tác phẩm vừa tầm để chúng ta chơi, đặt ở chỗ nào cũng được, kể cả nhà nhỏ 4 mét mặt tiền chúng ta đặt trước cửa chơi được. Một tác phẩm rất vừa để cho tất cả mọi người để chơi. Anh cũng rất kỹ càng làm từng cái tay bông răm và cả cái đôn rất đẹp để về ủng hộ cho anh em Ninh Bình. Và sau đây là Ngũ Đại Đồng Đường của nhà vườn Thinh Trọng quý vị ạ. Một người anh rất quý anh em Ninh Bình đây. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi video online, chia sẻ thông điệp của anh em Ninh Bình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha.